cảm ơn lại quay trở lại. Xin chào các anh em. Nay cảm ơn cũng lại giới thiệu kẹo. Khi nào có sản phẩm mới thì cảm ơn sẽ giới thiệu sản phẩm mới cho anh em. Như anh em biết, bên em là bán những loại kẹo 4.5, 5.50, 5.52, 5.54, 5.56, 6.35 và 6.40. Tại sao mình phải sử dụng cái 6.40? Đó là nhiều lúc mình xài cái cành của mình á, nó lâu rồi á thì nó bị mòn cái độ động dương nằm ở bên trong cái khương tuyến á, thì nó bị mòn đi, thì mình xài tăng độ kẹo lên xíu. Thì cái này là cũng hiếm gặp, mà anh em xài cành tốt thì cũng hiếm gặp lắm, không có sợ. Còn cái dạng kẹo thông thường nó gọi là 552, 550, 552, 554 ha. Đó. 5.5 thì nó lại chiếm đại đa số rồi. 6.35 thường là ăn thú lớn, đồ anh em bắn chim lớn, thú lớn, rồi heo rừng, heo này kia, nhưng mà dĩ nhiên là phải loại trội hiểm rồi. Đó. Đây, kẹo 552 nha. Đấy. Nói luôn trên này cho anh em đỡ phải comment hỏi, thì kẹo này á là ship code tới cho anh em đó, và do đặc thù tính chất của nó thì em là không cho kiểm, tại vì dù gì nó cũng là hạt cấm ha. Đây em kẹo thì em có nhiều, nhưng mà nhiều lúc lên list thì mình cũng không cần phải vô đó. Anh em không cần sợ phải lừa đâu, tại vì dù gì cân kẹo nó không đáng bao nhiêu, chả đáng gì hết đó. Đó. Kẹo bây giờ em bóc một nơi một thứ đi, rồi em sẽ cho anh em xem quái ha. Đây, thấy chưa, cho dù to hay nhỏ thì nó cũng rất là đều, hai thành nó đều đúng không, hai thành hai mép, những cái mép của nó rất là đều. Cho anh em xem cái đầu. Đây là đầu. Ngược lại đây là đầu của bên khác ha. Đó, thân kẹo không có bao viên, hầu như là không có bao viên. Đó, là kẹo này cũng chuẩn. Đó. Và bây giờ em sẽ thử. Thì thường mình hãy nên là xài những... Đây này, cái này là chưa bóp váy ha. Em chưa bóp. Thì thông thường mình nên xài những cái viên kẹo mềm một xíu để làm gì? Nó mềm á thì nó sẽ đỡ giảm hư được cái cành này, cái cành nó đỡ hư, nó tăng tuổi thọ lên cho cành. Đó là như vậy. Đây, chưa bóp ha, bây giờ em sẽ bóp cho anh em. Đây em để hơi xa để cho anh em thấy em bóp không quá cứng. Nếu mình để cái thế tay như thế này á thì mình chưa bóp nha. Để cái thế tay như thế này để cho anh em nhìn cho nó rõ là mình không cần phải bóp quá mạnh đâu. Mà anh em mua về thì anh em mình cảm thấy anh em làm thử giống như trong clip của em mà không đúng á, anh em có quyền trả lại, em xin thu hồi hết đó. Thấy chưa, bóp khá là móp liền ha. Mình chỉ cần dùng cái móng tay mình đẩy cái là nó rắc miếng chì ra. Thấy chưa anh em, nó rắc miếng chì à. Mà lại nè, dùng cái móng tay thôi. À, em mới ấn vô cái nó móc rồi nè. Thấy chưa, dùng cái móng tay thôi. Đó, ấn vô là nó móc mà. Đó, kẹo này thì nó mềm, cho nên em không phải lo lắng. Đấy. À, cho nên em không phải lo lắng về cái tuổi thọ dành cho cành, anh em không phải lo. Và kẹo của em đảm bảo 552, anh em về đo là chuẩn 552, không bao giờ nó bị lật nha. Khác hẳn với lại kẹo thông thường hay là kẹo của nhiều dạng khác, thì cái dạng này á là nó màu trắng, thân hình của nó là màu trắng đó, thân của nó là màu trắng, trắng là trắng sáng bạc nha. Đó, rồi và mềm đó, anh em mua liên hệ cho em nha.